gọi điểm á, bấm vô tô nè, đầu tiên em bấm vô tô đó, nó lên điểm. Nếu anh gọi điểm thì anh bấm vô điểm, còn nếu mà anh muốn gọi tuyến đường thì anh kéo xuống tuyến đường thôi đó. Hai cái này hai phần. Giờ em gọi điểm thì em kéo vô điểm ha, enter đó, nó vô bảng điểm nè. Giờ thì anh muốn gọi điểm nào thì anh bấm vô điểm đó. Giờ em muốn gọi điểm số 2 nè, em kéo vô số 2 đó, điểm số 2 xong rồi em bấm vô tô luôn đó. Đó. Hiện tại giờ chỉ cái đường này là đường gọi điểm đi nè, anh thấy không, đây nè, cái đường này đường gọi điểm của nó nè đó. Còn bao nhiêu màn hình này bên đây là màn hình xa lộ, đây nè cái điểm nè, em đang gọi điểm số 2 nè, anh thấy không đó. Cái hướng mình chạy nè, rồi kinh độ dưới độ là bao nhiêu là nó để cho mình hết đó, hướng rồi là để cho mình đầy đủ. Cái này là điểm hiện tại của mình, còn này là điểm của cái này là cái vị trí của cái điểm mình đang gọi đó. Thôi anh có thể đổi qua màn hình này cho nó dễ nhìn đó, màn hình này lớn hơn, nãy là hai cái màn hình kết hợp lại với nhau, còn cái này là riêng một cái màn hình một đó. Đây là cái đường đỏ này á, là cái đường nó chỉ cho cái hướng mình chạy là cái điểm nè. Đó, cái đường này là đường gọi điểm. Còn cái đường đỏ bự này á là nó là cái hướng mũi tàu của mình đó nha anh. Đường mình đừng có nhầm lẫn với nó nha. Đó, hướng này mới gọi là hướng gọi điểm của mình nè. Đó. Đây nè, cái điểm của mình đang gọi nè. Cái điểm mình đang gọi là để là điểm 02 nè, cái độ di động bao nhiêu nè. Nó để một bằng hình nhỏ cho anh luôn bên đây nè. Đó. Vậy thôi.